tối đi xe máy là mát nhất. Hàng nhập từ Nhật đấy nha các bạn.
gì vậy? Asia là hàng ráp ở Việt Nam. Dạ. Dạo này dạo sau này Asia là chất lượng tốt lắm. Tôi gặp Mitsu đâu rồi? Mitsu có bên đây. Mitsu này. Cũng mấy bữa anh mua cây này 1.6 triệu hay 1.2 triệu mấy, bữa này 1.8 triệu hả? Nó giá là nhiều khi anh có thể hành viên thì nó sẽ giảm thêm cho anh, thì cái giá nó bớt xuống cho anh á. Ủa cái Mitsu với thằng CDK, sau đó thằng CDK gì đó kêu vậy? Dạ, CDK nó mắc tiền hơn. Tại sao vậy? Tại vì do thương hiệu thôi anh, tại vì CDK dòng máy nó mắc hơn. Giống như anh mua hiệu này hiệu kia thì những hiệu mắc tiền nó mắc. Cái này không có remote cho anh, chỉ là nhà bấm thôi. Anh muốn remote của nó thì giá nó khoảng cho anh 3 triệu, tính ra 3 triệu lẻ mấy chục ngàn. Thế có remote mà tăng tới triệu mấy gì vậy? Dạ, thiết kế của nó là mà sao nhìn thiết kế nó đâu bằng của Mitsubishi đâu. Anh mua 5 cây Mitsu rồi, chạy rất là đã. Ở đây cũng Mitsu rồi, có 2.3 triệu. Cái quạt Kaneka rất là đơn giản, nhưng mà sao mắc được gấp 2 lần quạt Mitsubishi, mà trong khi kiểu của Mitsubishi lại đẹp hơn. À, đây có quạt Pana nữa đẹp phải không? Pana có remote không em? Hay em muốn lấy quạt Pana không? Quạt Pana cũng được. Chọn lấy mẫu này nha. Mẫu này 1.890 triệu Mitsubishi. Mua 5 cây rồi, bây giờ mua thêm 1 cây nữa là 6 cây. Lấy cho anh này đi em, ghi gì mà anh đi. Máy về luôn, anh lấy về luôn đi. 091 540 939 93 hai lần. 93 hai lần. Tên gì ạ? Anh Trung. Có đâu có đơn công ty gì không anh? Khỏi em. Đây. Gửi cho chờ em xíu nha. Ok ok. Có nhàn nhạt. Cả phần nữa tiền thôi. Anh ngồi ghế chơi thoải mái nha. Rồi ok em, chúc mừng em. Ngồi chờ tính tiền. Thank you.
Rồi, cảm ơn em. Rồi. Rồi, cảm ơn em nha. À, khỏi để anh mang thùng về nhà anh tự lắp cho, dễ lắp lắm. Anh biết lắp mà. Cái này đem xuống em thử nguồn cho mình nè. Đem. Xin quý khách hàng lưu ý, Thương Nhân Siêu Thị xin phép khép lại ngày mua sắm thú vị trong hôm nay chỉ 10 phút nữa. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn siêu thị điện máy không đó, thì dễ thương.
Ở đây đúng không? Đâu rồi? Nè, nằm sao đứng bên đó.
Ủa, nó có cái dòng vàng gì nữa đây, cái thứ ba đây. Đừng nó lên dưới trọng không hồi. Cái thứ ba đó nó kỳ. Ok. Ok. Bỏ nó tay hết. Đi cho ba coi, đi cho ba cái quạt coi. Đi cho ba cái quạt đi tất. Đi cho ba đi, để cho ba cái quạt đi. Đã đây. Cho ba cái quạt đi. Cho ba cái quạt nha. Ok. Mitsubishi. À nó thấy chưa? Thấy chưa? Nè, anh cầm lên nó xé nè, nó xé của mặt nó. Này là cái gì nó xé? Ủa? Đệ tử. Đệ tử biết làm đâu. Không có đệ tử. Ông chú có đệ tử khác ngoại chung mà. Mẹ có người sinh tố của mẹ ngoại đấy anh. Không đọc để nó xé. Cô gì của nó ăn được phải không? Không được phải không? Sao nó xong chê của em mà phải không? Rồi trẻ uống cũng được nha. Mẹ uống bơ đi. Uống bơ đi. Nó uống rồi. Đủ rồi. Nó mới uống có cách. Ủa đúng rồi. Nóng quá. Nó uống quá. Mày á. Kem mà vượt pha tay chân này cũng nuốt vô. Không hên sao còn cái gì mà cái ngón tay tụi bay ra miệng á, dạ, cái rạc gạt nó thấy cái đó rồi nó bật bổ ơi quên cái quạt mình đấy này nó đi. Vậy mà nó không chui được, có chút xíu. Để cái kẹt có phân chút mà cũng nhảy vô rặn lộn mèo. Nói chị thấy không? Thấy con, không sao. Nè, chơi cái tàu này nè. Mình có chơi cái tàu đó. Ok. Ok, cắm điện vô. Cắm điện vô. Thôi cắm điện vô đi. Thôi cắm điện vô đi. Cắm điện vô nè. Nó đu lên được á, tới cái quạt. Sáng cái là nó rất tức dậy sớm hơn tao là sẽ đi rất hết những cái dây điện ra. Nắm giật ra hết luôn. Cái gì vậy? Làm sao vậy? Nó chỉ vậy. Đây con của Hồ Ngọc nè. Có 6 tháng nè. Mà nó biết ngồi phải đọc sách rồi đó. Tại mẹ nó khỏe đó. Con này 8 tháng nói chuyện rồi nè. Nói mà nói là mấy mấy này chưa. Cho ba đi. Cho ba đi. Cho ba đi. Cho ba. Đó.
chơi gì kỳ vậy? Tố ngủ không? Đây, 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 đây. No, 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 no. Cấp điện nè, cấp điện gì nha, cấp đi đây. Nó có mua sữa cho em không? Sữa hình như còn trong đây đi mà. Tao lấy rồi xuống rồi. Vậy hả? Nhưng mà đêm nay thôi đó. Không, con nhớ có một cái mật khóc, một mới để con coi con. Yeah.